Dạ em xin chào anh chị đã quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Hôm nay gia chủ có gửi bên em một cái căn nhà dương nằm vị trí thì cực kỳ đẹp luôn anh chị. Mặt tiền đường nhựa luôn. Đường này còn gọi là đường quyền lộ 20 nha. À, có đèn đường nè, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha anh chị. Đây quay cao mình xem nè. Bên tay phải mình có điện 3 pha luôn. Đó. Dân cư thì đông đúc luôn anh chị ha. Đây về đây mình ở nè, mình kinh doanh buôn bán mặt hàng nào cũng được hết anh chị. Ở đây thì anh chị có thể bán như tạp hóa nè, tiệm tây nè, hay là mặt hàng khác nha. Tại đường nhựa này đó thì liên thông rất là nhiều hướng, hướng này ra quốc lộ 50 là khoảng có 2 cây số anh chị ha. Còn đây ra cơ quan hành chánh là trung tâm á, là khoảng 3 cây số nha anh chị. Cái hướng căn nhà vườn mình là hướng nam nha. Trên căn nhà vườn mình có 300 mét vuông thổ cư nha anh chị. Với ngang mặt tiền đường nhựa này nè là 16 mét, chiều sâu là 42. Nên tổng diện tích đó là 820 mét vuông. Còn bên tay trái mà chiều sâu ngắn hơn là 47 mét. À, 47 mét thì dài hơn cái chiều sâu bên tay phải nha anh chị. Hai chiều sâu khác nhau nha. Còn cái hướng ngược lại đường nhựa quyền lộ 20 này á thì mình đi thẳng luôn khoảng 500 mét là sẽ đụng tới chợ Bình Nhi rồi. Đó. Ở đó thì có đầy đủ như là điện máy xanh nè, ủy ban, trạm y tế ngay vị trí chợ Bình Nhi luôn. Đó, một vị trí cực kỳ đẹp anh chị. Đó. Hiện tại thì chủ đang cần tiền bán gấp nha chị ha. Từ thành phố Mỹ Tho lên tới vị trí căn nhà vườn của mình cần mua là 28 km nha. Còn nếu mình ở xe ở thành phố Hồ Chí Minh á, cứ tính từ bến xe miền Tây á chị, là về tới căn nhà mình cần mua là 63 km nha anh chị. Đây, đường xá thì rất là rộng rãi thông thoáng luôn, nhà cửa sát sát giao thông chị ha. Rồi để em chỉ cái ranh giới cái căn nhà vườn mình xem nha. Ở trước cái căn nhà vườn mình á, đây á, thì có một cái view kinh. Đó. Kinh này mình lấy nước ra vô mình sinh hoạt hay tưới cây rất là tiện anh chị ha. Kinh này có khoảng là tầm khoảng 3 mét 3 rưỡi anh chị nha. Đây cái ranh giới này chiều sâu bên tay phải nè chị, nó có cái hàng rào là 2 mét treo lưới anh chị ha, thẳng ở phía sau đó. Nó qua bên tay trái mình là 16 mét nha anh chị. Cái cầu á thì chủ bắt ở góc bên tay trái anh chị ha, tại gia đình không có xe ô tô á nên bắt cái cầu nhỏ thôi, có 1,5 mét anh chị ha. Nếu gia đình về có xe ô tô á, anh chị có thể mình bắt cái cầu lớn hơn xíu để xe ô tô hay xe tải mình đó qua cái sân anh chị ha. Cái sân anh chị có thể mình kinh doanh buôn bán anh chị, mình bứng một suất mai đi nè, đó làm mấy tiền chế thì mình lấn ra đây đó để mà làm, nếu mà mình làm buôn bán thì mở rộng cái xíu cái cầu đây nè đó để buôn bán anh chị ha, tại đây có dưới cái kinh. Đây là hàng xóm mình đây nè, xung quanh anh chị không, bên trái bên phải đối diện đều có nhà cửa hết, rất là đông đúc luôn đó, một cái không gian cho rất là thông thoáng anh chị ha. Đó, qua bên đây là 16 mét anh chị, ngay cái chỗ trụ bê tông nè, để chị mình xem nha. Đây đó, có cái gạo anh chị thẳng vô trong, đây là chiều sâu bên tay trái chị ha. Rồi để quay lại cái mặt tiền 16 mét một lần nữa mình xem nha. Đây rất là rộng rãi, rất là thông thoáng anh chị. Giá mềm xèo luôn, chỉ có 1 tỷ 700 triệu thôi. Sở hữu một cái căn nhà vườn mặt tiền đường nhựa quyền lộ 20, có 300 thổ cư. Nhà thì nhà tường chưa có tô nha, hàng thô thôi. Tại vì chủ đang kẹt tiền nên chưa có trang trí căn nhà, về mình bỏ ít tiền mình trang trí căn nhà đẹp và hoàn chỉnh anh chị ha. Tòa nhà rất là to, rất là rộng anh chị. Cái kinh cũng vừa khoảng 3 m 3 m rưỡi anh chị ha. Cái kinh mình đây trước cái sân có trồng một số cây dừa đây cho trái và cây mai vàng nè. Cái cầu thì cầu xe máy anh chị ha. Đây có đào có một cái ao lấy nước ở phía sau trước vườn nè chị, bên tay trái nè. À, đây là cái không gian rộng căn nhà vườn của mình anh chị. Về mình bỏ ít tiền mình trang trí căn nhà, lót nền, ốp gạch, ốp cọp anh chị ha. Rồi anh chị có thể mình làm một cái tiền chế trước cho nó mát cái sân anh chị. Còn nếu mình buôn bán thì anh chị nới cái cầu rộng ra nha để cho xe qua lại cho nó thông thoáng anh chị ha.
Ở đây là không gian ở trước cái sân mình đây. Mình mua nhà vườn hay đất vườn có thổ cư mình rất yên tâm nha anh chị. Đó, mình về không cần lên thổ cư ha. Nếu mình mua nhà mà không thổ cư là bị phạt anh chị, rồi sẽ lên thổ cư tốn tiền nha. Và mua đất thì xây nhà và có thổ cư mới yên tâm, chứ không giờ cũng rất là khó anh chị nha. Sân rất là rộng rãi luôn. Đấy, mua nhà này về đó thì có đám tiệc, đám giỗ sinh nhật, đám cưới đã đãi nhà rất là thoải mái luôn anh chị ha. À, tại nhà rất là rộng, rất là thoáng anh chị. Đãi được cái nhà rất là nhiều bàn luôn. Ở đây là cái lối ra phía sau nhà nè. Ở bên tay phải còn rất là rộng anh chị ha. Đây, theo cái miếng rào anh chị ha, thẳng phía sau. Đây là cây bưởi bên hông nhà. Rồi, giờ em sẽ đi vô bên trong căn nhà, mình tham quan rồi em sẽ đi vô cái ranh giới cuối cùng nha anh chị ha. Cái nền nhà rất là cao nha anh chị, về mình lót nền lên nữa là rất là thoáng luôn anh chị ha. Nhà dưới quê thì thường thiết kế 3 gian anh chị ha, 3 cửa luôn anh chị. À, bên trong nè, quá rộng rãi, rất là thông thoáng anh chị ha. Trên trần thì chủ chưa có đóng la phong nha anh chị, lập ton chưa đóng la phong nha. Đó, bên trái bên phải đều có không gian cửa sổ cực kỳ lớn luôn chị ha. Nhà chị không rất là rộng, cửa sổ thiết kế rất là lớn anh chị ha. Cửa sổ này là cửa bằng nhôm đồng kiến anh chị ha. Đây là không gian phòng ngủ, đây phòng này phòng dư nữa là có 2 phòng. À, để đồ đạc à, ở đây anh chị ha, phòng này không có ngủ. À, phòng bên kia anh chị. Đây, phòng này cũng không có ngủ luôn. Ở đây thì chủ cũng xây trong phòng ngủ, rồi xây gạch lên khoảng là 4 tấc anh chị ha, để làm cái giường á. Này là mình ốp gạch đó thôi. Đó, thì bỏ cái nệm mình nằm nghỉ ngơi, ngủ ở đây anh chị ha, phòng ngủ đây. Rồi, giờ em sẽ đi ra cái không gian phía sau mình tham quan nha anh chị ha. Em sẽ đi lên trước đi, em đi ra bên hông nhà cho dễ ha. Đó, đây lối ở phía sau nhà đây. Đó, nhiều lúc mình để xe máy, xe đạp gì đó mình đẩy mấy hông mình anh chị ha. Hai chào anh. Ở cái gom này để cho bò hay dê ăn anh? Bò. Nuôi nhiều không anh? Bò dắt về ngoài rồi nào ấy thì mình đem đi. À, bò hả? Dạ. Đây gom cho bò ăn. À, đây là không gian vị trí của gia đình đây. À, khá là rộng rãi luôn. Đây là không gian nè. Đây chúng xây gạch lên khoảng nửa mét để làm một cái giống như cái giường nha chị. Để đồ đạc ở đây ha. Thường dưới quê ta thường xây gạch lên, nó không có để làm cái giường anh chị ha. À, đây là không gian phía sau. Không gian vị trí quá rộng rãi luôn chị thấy không? Nhà thiết kế rất là rộng, rất là thoáng anh chị. Ở đây được là 2 phòng nữa nè. Ở trước mình phòng khách thì thiết kế 2 phòng, đây 2 phòng nữa là 4 phòng dành cho những cô chú gia đình nào đông thành viên ha, về để mình ở nha. 2 phòng kia thì hiện tại thì chủ để đồ, dư phòng anh chị ha. Ở 2 phòng phía sau. Đó, đây cũng xây gạch lên nè. Đó, làm cái giường. Đó, không gian bên trong có cửa sổ. Về mua phải trang trí lại chị ha, nếu mình không có điều kiện thì mình ở tạm thời gian thì mình có tiền mình trang trí các căn phòng của chị ha và căn nhà của mình. Đó, để cái niệm lên chị theo. Đây là phòng thứ tư, 4 phòng ngủ chị, rất là rộng. Ở đây thì có mũi nên gia đình có giặt có mùng nữa chị. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi ra cái không gian cuối cùng ranh giới để cho quý hàng cô chú nắm rõ nha. Đó, đây là không gian bếp đây, chủ có làm máy đặt to thúc gô, còn là to xi măng che phía sau ha. Đó, đây là không gian nấu ăn của gia đình. Đó, đây là nấu bếp ga anh chị. Phía sau thì có hàng rào ranh giới rõ ràng hết rồi, nên mình rất yên tâm anh chị ha. Đó, phía sau rất là rộng luôn. Ở đây thì chủ thiết kế nhà tắm á chị, nhà vệ sinh riêng biệt hết nha. Đó, đây là không gian nhà tắm, nhà vệ sinh đây. Đây là nhà tắm anh chị. Nhà chủ là lót nền ốp gạch rồi. Cao khoảng 1,6 anh chị ha.
Còn đây là nhà vệ sinh. Phía sau có nuôi vịt với ngỗng rồi nuôi bò, thì con bò vô nhà trong rồi. Đây là chiều sâu bên tay trái thì có xây rào hết rồi chị không? Bên tay phải cũng có luôn. Bên phải thì xây bức tường lên là 2 mét rồi chị. Đây là không gian phía sau căn nhà đó anh chị. Đây. Rất là rộng rãi ha. Về anh chị không nuôi bò, không nuôi vịt, nuôi gà thì mình dọn không gian phía sau nè, mình cưa một số cây dừa phía sau đi. Dừa thì này lâu năm rồi, rất là cao. Mình cưa trống trải, mình trồng một số cây trái khác vô anh chị ha. Đất đây phía sau để bằng phẳng hết rồi chị. Đây. Anh chị không? Vừa tới đây nó hơi bầu xíu nè, theo bức tường anh chị ha. Ở đây thì bị lót cái đuôi, cái lùi chuột nằm bên trái anh chị ha. Đó. Qua đây khoảng tầm khoảng 20 mét, ở đây lót cái lùi đây khoảng là tầm cũng gần chục mét rồi chị thấy không? Nè. Đó. Ở đây ló ra thẳng ở phía sau xíu, phía sau đoạn này thì cuối cùng phía sau có 8 mét hả chị? Đây. Đó, đó tới đây anh chị thấy không? Ở đây ló thẳng rồi kia khoảng gần chục mét đó là mới hết đất anh chị ha. Còn mé bên kia cũng vậy luôn. Đó quay rất là kỹ cho mình xem luôn. Cái quyết điểm của mình là phía sau bị ló được chuột, đây là phía sau 8 mét thôi. Đó. Đây là cái chanh anh chị. Nè, chanh. Đó, ló đó được chuột phía sau đây. Đây. Đây là đất của mình anh chị nha. Quay kỹ ranh giới cho mình nắm rõ, nhiều lúc cô chú anh chị ở xa đó, nắm được cái thông tin chính xác cái căn nhà vườn để mình về đây mình mua mình ở nha. Rồi, đây là tới ranh cuối cùng mình nè anh chị ha. Đó, phía sau đám lúa là đất của hàng xóm nha anh chị. À, phía sau cũng có nhà ở nữa chị thấy không? Đó. Bên kia thì nhà bên kia ta đi đường khác anh chị, không có đi đường mòn đây anh chị ha. Ở đây là ranh giới cuối cùng của mình nha anh chị. À, thẳng qua căn rào bên kia anh chị nha. Mình về kéo rào ranh giới lại. À, xa xa thì cách khoảng cũng đây khoảng 50 mét mới có cái màu, có màu tuốt hơn đám lúa bên kia là anh chị, rất là xa nha chị ha. Tại trong video em thấy vậy em quay em nói luôn cho mình thấy rõ luôn. Đây là ranh giới cuối cùng của mình anh chị ha. Rồi để em tạm dừng video ha. À, quý hàng cô chú nào quan tâm cái căn nhà vườn nằm ở xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ số thoại Mương Hình. À, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc lại cái giá gia chủ ký gửi một lần nữa nha. Là 1.700.000.000. Sở hữu một cái căn nhà vườn nằm ở mặt tiền đường nhựa ha. Đó, trước nhựa mình có một cái quy kinh. Đặc biệt cái căn nhà vườn mình có thổ cư là 300 mét vuông nha anh chị. Ở đây ra chợ trường hợp Bình Nhì chỉ có là cây chưa cây số 500 mét à, kế bên. Rất là tiện luôn, về đây con cái mình học rất là gần, mình đi chợ rất là tiện luôn chị ha. Quý hàng cũng đừng quên một like, một chia sẻ, một nút đăng ký màn hình để tương tác với em trong cái động lực qua những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.